MV How You Like Rất vừa lên sóng, một thành viên Blackpink đã tách nhóm đi hát rap solo nhưng không ai hiểu gì. Không hẹn mà gặp, trong cùng một ngày cộng đồng fan pop như phấn khích hơn bao giờ hết khi đón chào sự trở lại của cả ba tên tuổi nghệ sĩ đỉnh của làng giải trí xứ sở kim chi, đó chính là Blackpink, BTS và Taeyeon. Đặc biệt, một trong những sự quan tâm bậc nhất của người hâm mộ đều đổ dồn vào sản phẩm cơm bách của Blackpink khi sau hơn một năm dài đăng đẵng, các cô gái nhà IG mới chính thức tái xuất làng nhạc. Khỏi phải nói, màn comeback này đã mang đến cơn bão như thế nào khi nhanh chóng giúp cho Blackpink phá luôn kỷ lục lượt xem công chiếu của BTS khi sở hữu tới hơn 1,6 triệu lượt người xem trực tiếp. MV How You Like Rất Blackpink. Ngay sau khi MV lên sóng, rất nhiều nghệ sĩ cũng như người hâm mộ tại Việt Nam cùng nhau đồng loạt chia sẻ How You Like Rất, tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Chẳng những thế, mới đây, Thánh Lầy Diệu Nhi còn bắt trend thần tốc khi quay clip cover với phân đoạn rap khó nhằn gây chú ý cộng đồng mạng. Trên dòng trạng thái, Diệu Nhi hài hước tự nhận mình là thành viên cuối cùng của Blackpink lần đầu ra mắt, nhưng các thành viên khác lại không hề hay biết về sự hiện diện này. Cô nàng còn chia sẻ, sau khi MV phát hành, đã cả gan tách nhóm và rap sống ca khúc khiến các fan cười xỉu vì độ nhây của Diệu Nhi. Clip Diệu Nhi tách nhóm và rap live How You Like Rất Blackpink. Đoạn clip và dòng trạng thái trên trang cá nhân của Blackpink, sau khi đọc lời chia sẻ này, các fan vô cùng hồi hộp chẳng kém gì chính chủ của đoạn clip và sẵn sàng tâm lý để bấm nút click. Ấy thế nhưng dù bình tâm, đến đâu, người xem cũng không khỏi ngã ngửa với màn hát nhép, lộ liễu cùng đoạn rap lộn xộn từ Diệu Nhi. Dù gương mặt rất thần thái, nhưng màn rap của cô nàng vẫn khiến các fan không khỏi ôm bụng cười. Không chỉ vậy, ở những giây cuối, Diệu Nhi còn vừa rap vừa chêm thêm câu hỏi, miệng khớp chưa? Càng làm các fan chỉ muốn gục ngã vì độ lầy không thể đỡ nổi. Diệu Nhi thần thái xuất hiện trong đoạn clip chẳng kém các cô nàng Blackpink. Nhưng khi nghe đoạn rap thì tất cả chỉ muốn câm nín. Nhưng vẫn không quên số deep khi đọc câu chốt How You Like Rất. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.